Xin chào các bác, xin chào anh chị và các bạn. Hôm vừa rồi thì em Nam xuất nguyên một lô cái cây vả mật rừng để cho một nhà vườn ở dưới Huế. Thì ở đây á, em Nam thứ nhất là quay để một bác ở nhà vườn Huế sẽ hiểu. Đầu tiên là cảm ơn bác đã ủng hộ, bởi vì như các bác ở nhà vườn thì có điều kiện hơn đúng không? Ví dụ như là các bác có vườn rộng chăm sóc này, thậm chí là các bác bán lẻ dần dần thì nó cũng ok. Thì em Nam sẽ bán lại cho bác là cái giá rất là hữu nghị đúng không? Thì đương nhiên là mua sỉ, mua nhà vườn thì cái giá hợp lý để các bác mua về còn kiếm lời. Tuy nhiên thì khi mà gửi thì bởi vì cái số lượng nó nhiều cho nên những cái cây lớn thì em Nam sẽ trừ lại ha. Nam sẽ trừ lại những cái cây cái lớn này, cây này cao cả mét các bác này. Cây này này cũng nó cao còn 8-90 phân, bởi vì nhà vườn thì các bác thứ nhất á là cái cây to thì cái bầu nó sẽ lớn thì nó nặng, thì cái cước phí nó sẽ cao. Rồi em còn để lại một số những cây to. Một số những cây to thì đối với những cái bác nào mà mua lẻ một hoặc hai cây thì em sẽ cung cấp các bác nhá. Đấy thì em Nam còn để lại còn mấy cây thôi. Còn rất là ít nha các bác nhá, số lượng còn rất là ít. Các bác thấy đó là cái một trong những cái mà cái nhu cầu bây giờ thì rất là nhiều người thích muốn và có được những cái cây vả mật rừng giống để trồng. Thì em Nam nhắc lại là cái cây vả mật rừng giống á, thì em thấy ở trong dân họ trồng thì tới 3 đến 4 năm mới có trái các bác nhá. Nhưng mà đây là cái cây là khoảng độ gần 2 năm rồi các bác. Những cái cây mà nó bám rễ xuống đất thì nó rất là nhanh lớn, thì các bác cũng biết rồi, nó bám chặt xuống và nó có môi trường đất thì nó rất là nhanh lớn. Còn lại thì những cái cây này em Nam trồng ở những cái chậu này các bác này. Các bác thấy chưa? Trồng những cái chậu này thì cái đất nó ít và mình khống chế, để các bác hiểu không? Mỗi lần mà các bác chốt để mua á thì em Nam dễ đóng gói, và đặc biệt là cái giá nó rất là ít thôi, thì cái độ nặng nó ít đi, cái độ nặng nó vừa phải thì nó hạn chế được cái cước, thì cái giá nó mềm thì các bác mua sẽ ok hơn. Mà em chỉ còn lại ít cây thôi, rất là ít cây, bởi vì nhập nguyên cả lô đi các cái vườn rồi mà. Thì các bác thấy là cái nhu cầu mà cái cây vả mật rừng thì nó rất là nhiều. Các bác hiểu là cứ càng ngày thì cái cây mà những cái cây mà nó phục vụ cho cái ẩm thực, đặc biệt là đối với những cái cây mà nó vừa làm cảnh mà nó lại vừa làm ẩm thực thì nó rất là nhiều người thích mua đúng không? Đặc biệt là đối với những cây vả, cây sung ha. Đấy, các bác thấy chưa? Thì đây còn hai cây rất là to cao các bác này. To cao, nó cao cả mét các bác nhá. Lá rất là to, nhưng mà cái cây này nó rất là nặng. Nó nặng bởi vì hôm vừa rồi các bác hiểu là nếu như mà cái cây to này mình bỏ một cái chậu nhỏ nhá, cái chậu nhỏ mà nó không có đủ đất, ví dụ như cái chậu nhỏ này này mà không đủ đất thì là chỉ một ngày mình không tưới, một vài ngày mình không tưới là nó bị khô các bác nhá. Thì em phải bỏ những cái chậu lớn vào, cái chậu lớn này, cái đất á, cái lượng đất nó nhiều thì cái rễ nó bám ra rất là chặt này các bác thấy không? Thì cái đất nó phải vài ba ký ha, các bác thấy không? Đấy thì cái này thì em vẫn bán, nhưng mà cái giá thì nó sẽ hơi cao hơn một tí để bác nào mà thích trồng cây to cây cao ha. Đây này các bác thấy chưa, to cao các bác nhá. Cây này nó phải là cây này mà gửi mà đóng bao nó là phải là 4-5 cân nữa các bác ha. Thì cái cước phí nó cũng hơi cao tí thì cái giá cả nó hơi căng một tí. Và lại một số những cái cây mà nó cao khoảng 7-8-90 thì nhắc lại các bác nhá, em bán cả lô hôm vừa rồi á thì chỉ còn lại mấy cây, bởi vì cái cây nó to cao quá thì bên nhà vườn thì nó sẽ gửi lô thì cái cây to cao thì nó nặng, thế em trừ lại một số cây thôi ha. Còn lại khoảng 6-7 cây to ha. Còn lại những cái cây mà rất là bé, nó bé quá nhưng mà em trồng một cái bầu thì nó lại nặng, thì em cũng trừ lại và khoảng độ chục cây, khoảng độ chục cây thôi. Đấy, để đến nay mai thì nó lại để cho nó lớn lên ha. Các bác thấy là cái nhu cầu bây giờ thì rất là nhiều người dân thì thích trồng, và nhà vườn thì họ cũng rất là cũng có nhu cầu để mua lại và họ bán lẻ, thì em Nam cũng sẵn sàng cung cấp đúng không? Bởi vì nói với các bác rồi, cái niềm đam mê đó là mình thấy những cái cây mà bà con các bác yêu thích trồng thì sẽ làm giống và cung cấp, rồi được trò chuyện với các bác ha, làm video trên YouTube. Đây, cây khá là đẹp nhưng mà cây này nó to cho nên nhà vườn hôm vừa rồi gửi sỉ cho các bác ở nhà vườn thì em không có gửi đi, cái to giữ lại đúng không? Bởi vì cái giá này thì nó nếu mà gửi mà nó nặng thì cái giá nó sẽ cao ha. Đấy, to cao các bác nhá, vả mật và lá rất là to, nó tròn,
nó to tròn thế này thì cái khả năng có trái rất là ok. Nhắc lại các bác là đối với những cây vả mật rừng thì nó phải là 3 đến 4 năm nếu có trái. Nhưng đặc biệt là các bác biết là cây này nó mạnh lắm, bởi vì là cây nó có mủ, gửi đi thì ví dụ như nó có hơi héo một tí nhưng mà các bác chỉ cần về tưới nước một phát là nó tươi tỉnh lại ngay, không sợ nó chết các bác nhá. Thậm chí là em Nam để ở trong cái bì đóng trong cái hộp và để ở lại trong cái chỗ mà gửi hôm trước thì có một cái đơn đó, là không có bên nhận thì họ không có nhận đó. Thì do là đi vắng ở xa thì bên chuyển phát họ gửi lại trong họ để lại trong cái văn phòng của họ cả tháng, em Nam về nó vẫn sống lại các bác nhá. Đấy, nó vẫn sống lại và hôm vừa rồi thì nhập đi rồi đó. Đấy, quan trọng nhất là chúng ta có không gian, ví dụ như các bác có nhà vườn nó có không gian về thì các bác chăm lại thì rất là đẹp nhá. Mà còn lại thì các bác nào lấy về trồng những cái cây em bán lẻ lẻ thì giá nó khác các bác nhá. Đấy, bởi em phải đóng gói này. Và cây nó to thì cái nó nặng thì các bác cứ inbox qua Zalo em sẽ báo giá tùy theo các bác thôi. Mua một cây, hai cây em cũng gửi ship đi khắp một miền đất nước đó. Còn những cây to này thì em tiếp tục lại chăm sóc lại ha. Chăm sóc lại cho nó lớn lên, chứ nó bé quá thì các bác lại cũng không thích nhá. Nhưng mà nó to quá thì các bác thấy giá cao tiền thì nó lại cũng không có cái không kết lắm, bởi vì đúng không? Việt Nam mình thì cứ ngon bổ rẻ nhưng phải chấp nhận thôi các bác ha. Đấy, những cái cây đẹp như thế này thì đương nhiên là cái giá thì nó cũng hợp lý, nhưng mà cái bầu thì nó cần phải to hơn một tí thì nó nặng hơn, thì các bác cũng thông cảm ha, bởi vì mua bán hàng online mà. À, nó phải gửi qua trung tâm chuyển phát nên là cái giá nó tiền ship thôi, chứ còn cái cây nếu các bác ở gần thì không sao ha. Ở xa thì các bác nói chung là rủi ro thì chia sẻ, mà cái việc mà nó nặng như vậy thì cứ mỗi bên chịu thiệt một tí, có nghĩa là cây thì em vẫn bán giá là cũng bình thường thôi, nhưng mà cái nặng là cái bầu ha. Còn ví dụ cây nhỏ thì các bác nếu mà thích thì em gửi cây nhỏ thì nó giá cả nó cũng, nhưng mà chúng ta đổi lại là cái việc là khi mà nó có bầu to như vậy nó yên tâm đất về, các bác hạ xuống cây nó gặp đất là nó sống lên vù vù thì chúng ta cũng sướng, đúng không? Đấy, chúng ta cũng phải chấp nhận những cái đôi điều cuộc sống nó phải vậy các bác. À, thêm 5-30 nghìn hoặc thêm thậm chí là 100 nghìn thì nó có cái cây to hơn này, đúng không, cái bầu nó sẵn hơn, bởi vì em phải đóng yên tâm về, các bác chỉ cần mở ra các bác hạ đất là sống thôi, thì đó thì chúng ta phải trả giá thêm một chút là nó cũng khủng ok các bác nhá. À, cho nên là đừng có, nhiều khi chúng ta cũng đừng có sân si quá, hơn thiệt quá thì em ở lại em để lại vườn em chăm to hơn một tí này, đúng không, to hơn một tí thì nó cũng sẽ là đắt hơn một tí, bởi vì nó to nó nặng hơn thì giá nó căng hơn một tí, đúng không? Thì bên chuyển phát họ tính bằng kg mà. À, thì nó cao một tí thì các bác muốn cây to, cây đẹp mà cây gọi là nó cao nó lớn thì chúng ta bỏ thêm một chút chi phí cũng không đáng các bác nhá. Đó. À, các bác thấy chưa? To cao nó cao hơn đến cỡ ngực em Nam rồi. À, thấy chưa? Các bác thấy chưa? Đấy, còn những cái cây bé bé này thì em Nam cũng không muốn là bán những cây bé, bởi vì thật ra thì nó lâu thì các bác cảm thấy nó sốt ruột, thì chúng ta có mua cây to thì các bác có thể là trả thêm một chút tiền, thật ra là cái phí gửi qua chỗ chuyển phát thôi, chứ còn em Nam thì cái giá nó vẫn là như vậy thôi. Lâu nay em Nam vẫn bán nó là khoảng độ hơn 100k một cây, nhưng mà đối với hai cây to các bác nhá thì cái giá nó phải hơn một tí. Em Nam nhắc lại là nó có bầu nó hơi nặng đó, cho nên là bác nào yêu thích thì cứ inbox em Nam sẽ gửi. Em Nam cũng thể đóng gói được, nhưng mà đóng gói cái này thì nó hơi lằng nhằng và nó to hơn tí đó. Bên chuyển phát thì họ cũng rất là ok. Em Nam chưa thấy có một cái đơn hàng nào mà các bác ở xa mà nhận cây về mà gọi là thấy nó không hài lòng. Em Nam bán rất là nhiều cây rồi thì đa số là đóng gói, rồi bên chuyển phát họ cũng rất là nhiệt tình. Em Nam thì thường gửi qua bên chỗ trung tâm của GNT các bác nhá. Rồi ok, bác nào có nhu cầu đối với những cây vả mật rừng giống gieo hạt thì cứ inbox em Nam, còn chỉ còn là một ít cái cây, nhưng mà nhắc lại các bác là một số cây to nhá, còn là cây nhỏ thì nó còn có bé, em Nam sẽ chăm sóc lại ha. Chỉ còn là rất ít, là số lượng ít thôi hả. Vừa rồi thì nhắc lại các bác là nhập cả lô luôn, nhập cả nguyên lô luôn đó, thì để các bác thấy rằng là cái nhu cầu rất là bây giờ thì rất là nhiều, và sắp tới thì em Nam có thể là đang nghiên cứu thì mình sẽ là nhân giống những cái cây mà từ cây đã có quả, thì để xem là cái khả năng mà nó có quả có nhanh hơn không. Mà thực sự thì đối với những cái cây mà em thấy là cái cây mà cây gieo hạt này nó cũng rất là nhanh lớn các bác nhá, nhanh lớn lắm, và được chủ là nó yên tâm và rất là đẹp. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video nhá.
có nhu cầu thì cứ inbox với em nha. Ok.